Hello, chào mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ là trời nó mới vừa đổ mưa xuống mọi người. Bây giờ là mấy chú cháu mình là đi bắt rắn nha mọi người. Rắn bây giờ là mưa mới xuống á mọi người, là rắn nó lên nhiều lắm nha mọi người. Đó, hai chú của mình đang chuẩn bị. Không, tại vì cái đường này bây giờ là nó trượt hết nha mọi người, anh đi mình phải cẩn thận, nó trượt. Ui à, té nè, thấy không, chưa gì nói té rồi mọi người. Đó. Bây giờ là mình đi, bây giờ mưa á mọi người, anh lên dáng nó ưa lên nó nằm ở trên cây. Bây giờ là cái bụi tre này là bữa hổm có vài con nha mọi người. Bây giờ chú Bảy mình ông có thấy có con gì đó, ông giờ ông tính bắn á mọi người, ông ở bên kia còn chốt mình ở bên này rồi, Bay hình như nó bay rồi mọi người. Đó. Chú Bảy mình mới thấy con rắn lục nha mọi người. Rắn lục đó là nó không có cắn nha mọi người, nó cắn nó không có độc. Nó táp. À, mọi người thấy chú Bảy mình bên kia không? Cái chỗ này bữa hổm là chú cháu mình cũng gặp một con rắn nha. À, bây giờ không thấy con nào, chắc nó đang bò lên hay sao? Giờ nó chuẩn đang bò lên luôn á. Mỗi đi tự đi nhanh quá. Nó đang bò lên. Con nào nó ra đi. À, rồi thấy rồi. Đó mọi người, đó con rắn lục nữa mọi người. Rắn gì? Dạ. Hả? Này mọi người coi rắn lục này, thấy không? Đó, mọi người thấy con rắn lục không? Nó xanh lè lắm. Vậy cái này nó chọt nha mọi người. Có cây sắt á. Mình đi cái này mà mình không cẩn thận á mọi người, là té chết luôn. Họ thì có mấy cây sắt nhưng mình đi mà dướng cái là nhúi mỏ luôn nha mọi người. Ui da, ui da, trời nó dướng cái gì vậy, mình đi mà mình run luôn á mọi người. Cái cục gì? Đây con lục nữa kìa. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy ốc? Là tới ngọn luôn trời. Hồi rắn lục kìa mọi người, ghê dữ vậy? Ôi ôi. Sao nhiều dữ ta? Nhiều rắn lục quá mọi người. Trời ơi. Chết luôn. Xuống xuống rồi, xuống em ơi, cái mưa mà sao cũng lục lên tới ngọn không đó, thì rắn lục nhiều nha mọi người, coi chừng nó ở dưới đất nó đang bò lên nhiều, bữa hổm á. Bằng mấy con kia bỏ tủ lạnh tới nay chỗ ấy đâu. Đang có bay đó. Mượn không? Cao không bay? Bay. Gọi gọi đi này. Biết đâu mắt con kia xong cái mình từ từ đi cũng gặp nữa. Qua đường này không? Ôi, này có đường qua. Ê. Trên chỗ này có lỗ. Gọi lên bụi này luôn đấy.
Có không? Có lụm nó liền. Lụm mình xịt nó liền nha mọi người. Có là phải lụm liền. Mình là chúa sợ rắn nha mọi người. Đi ra đi đi quay rắn. Ôi trời. Ôi trời. Bây giờ mình đi qua cái con suối nhỏ nha mọi người. Đúng không? Không không. Không quên. Có thì nha mọi người. Đây con rắn luôn rồi. Có. Đây. Hả? Đây là vải á. Đúng rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy thấy không? Thấy rồi. Và đắt lắm nha. Đang giật xuống nha mọi người. Nó đang nằm trên kia kìa. Bắt là dính liền nha mọi người. Cây nhỏ mắt dưới thật. Hay quá, nó không thấy rõ chứ. Cây lá rậm rạp quá không thấy nữa. Đó, cái này không sao hết. Cái gì vậy? Mọi người thấy không? Bỏ xuống hô xuống em, xuống thôi. Xuống mới lên từ trời bắt cái gì đâu sợ. Đâu sợ thì sợ, xuống lộ. Có móc thì sợ. Bỏ từ từ mà xuống bạn. Điện khóc đâu được. Đó, bỏ lên lên thôi. Lên là được rồi. Bỏ lên bỏ. Nghe đèn đó nè. Thấy chưa? Tôi ngừng cái dịch luôn. Đúng lên cao chứ vậy? Chuyện lùng quá, lên quá, khó bắt. Lên cao quá khó bắt nha mọi người. Mẹ. Nữa hả? Ôi bên đây, bỏ bên đây rồi. Đây. Khó lắm mọi người. Thôi cái này là rồi, xuống xuống. Đâu ở đâu? Rồi xong, lẫm liền. Lẫm nha mọi người. Lẫm nha mọi người. Được em. Quá ngon lành nha mọi người. Anh đúng, nó kiếm chú bãi kìa. Bình thường. Đó, được em nha mọi người. Nhận chiến phẩm đầu tiên nha mọi người. Nhỏ quá thì giật không vô móc. Không có giật. Chút nữa mấy con bự bự không mà cầm tay cầm tay. Đó. Lụm. Bây giờ nhiệm vụ của mình là cầm cái bông. Cầm cái bông rắn nha mọi người. Đấy, con cầm cho. Đó. Xong. Khu hồi. Lên đường. Tiếp tục. Một con nha mọi người. Con này nó cũng trung trung nha mọi người. Cũng trung trung thôi chứ không có phải bự nha mọi người. Cái này mà về hầm xả là khứ nào chịu nổi nha mọi người. Đi. Rồi tiếp tục nha mọi người ơi. Lại lội suối nè. Ui trời. Mình đi á là mình đi từ từ. Mình đi mình quay từ từ như vậy á. Chứ mình không muốn cắt bỏ nhiều. Tại các bạn biết sao không cắt bỏ nhiều quá. Cái mình không biết ở chỗ nào nó hay. Chỗ nào nó dở thì mình cũng để hết nha mọi người. Cho mình không có cắt. Cắt nha mọi người. Mình vẫn quay chân thật cho mọi người coi luôn nha. Chứ không phải là có nhiều kênh á. Họ cắt những cái khúc nào hay. Rồi họ bỏ vô, còn khúc nào dở thì họ bỏ ra.
mình đi bắt săn á, săn bắt á mình phải để đầy đủ, phải biết là thất bại hay thành công nha mọi người. Vừa đi vừa nói chuyện mệt. Ngày hôm qua là chú Bảy giúp mình đi bắt con rắn nó bự lắm mà mình không có đi quay được. Mình có đưa lên một khúc ở trển. Mọi người lên mọi người xem nha. Mọi người nghe nhái nó kêu không? Giờ mưa là nhái dữ lắm nha. Thấy không? Nhái là nó nằm ở khu vực này nè. Đây là bụi tre nha mọi người. Tre gai nha. Dốc. Coi chừng nó coi. Té. Ui da, trời chết. Trời, nó đen lên không? Đen lên. Ui. Hỏm ở cái chỗ này nè. Là chú Bảy mình không đi là không gặp con rắn nó bò dưới đây nè. Ôi, mọi người nghe nhái nó kêu không? Phải đi. Giờ rắn nó lên bò lên từ từ, mình cũng đi từ từ thôi. Thì có gì? Đi bắt rắn. Mọi người coi dắt nha mọi người, dắt nó bố mình nè mọi người. Thôi ơi mọi người ơi. Hầu cầm tay nè. Thôi ơi coi nè. Hút mình nè. Hầu. Đứng nó bố quần ốc kìa. Bộ tới trên luôn nè. Nè, nè. Đâu phải đâu. Nè nha. Nè, đây nè. Trời ơi, chết rồi. Đừng để cho bố lên tới trên. Rồi, lên út ra. Thôi, nó bố ôm. Ôi, ôi. Ôi, qua thẳng. Khủy cái xuống à. Ôi, nhiều quá mọi người ơi. Ôi, nó bố mình nữa nè, nó cắn quá trời luôn. Mẹ ơi. Sao vậy? Ôi ôi nó. Ôi. Mẹ mày. Má tụi bay lù thắng tao. Tụi bay đụng tao tới số tụi bay. Ôi ơi nó bu quần con lắm quá. Ôi nó bu tới trên luôn mới ghê chứ. Ôi ôi trời nó bu tới trên rồi. Mẹ mày. Tới xuống vậy thôi. Dắt nhiều quá nha mọi người. Mẹ sao nhiều dữ vậy?
Bự không? Bự không? Bỏ đi. Cái này mặt cực quá. Giặt kinh không giặt. Bù ba bốn con không. Qua cái bãi cỏ hồi nãy nó giặt dữ. Mẹ mày. Ừ này. Này lên sao. Này muốn coi con này. Nó giặt nè. Hồi con nó bu mình. Nó bu nó lì không mừng. Ôi ui. Mẹ mày đụng tao không á, đụng ai không đụng tao. Đụng tao là tới số tụi bay hết. Hơi sắc chưa kìa. Đây rốt rồi nhưng mà còn cái bãi đất đỏ với đến đất cái chỗ này là người ta trồng trồng cà nha mọi người. Trong cà này theo từ luống luống này mọi người thấy không? Là theo từ luống luống hết nha. Cái này ta gọi là cây đụng đỉnh nha mọi người. Cây đụng đỉnh thấy ở trong đám cưới mà ta ưa lấy ta làm. Số kỳ thôi giờ không gặp con nào ta. Được có con à. Chắc nó chưa lên rồi. Lớn quá. Cây đụng đỉnh nha mọi người. Ôi trời ơi. Mình á là mình không có bắt được rắn nha mọi người. Mình sợ rắn nha. Cái này là chú mình bắt. Chú Út với chú Bảy mình bắt nha. Mình chỉ đi theo quay thôi chứ. Chỉ cầm cái bọng thôi chứ chẳng làm cái gì nữa. Giờ có kêu mình chụp rắn cho tiền cũng không dám chụp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đất mũi. Hết không? Ôi nó bay kìa mọi người. Đất mũi bay qua. Á mình. Đất mũi bay qua. Đất mũi. Đất mũi. Đất mũi hả? Bay qua đó không biết đậu đâu. Bay qua vườn thu quệt. Bay qua ngay đầu. Bay qua đất mũi. Con đất mũi. Là cái con ăn con mũi nha mọi người. Ho luôn. Chưa gì sổ này, người ta trồng khoai môn nè mọi người thấy không? Mọi người ơi, bên kia là chú Bảy ông phát hiện một con nữa nha mọi người, nhưng mà bây giờ là chú Út mình với mình là đi vòng qua nha. Một lần vòng qua. Chứ bỏ cái khúc này ổn, hay mà không đi ngược lại nữa. Này bắp, bắp người ta trồng. Có trái mà nó chưa có bự. Mọi người thấy không? Bắp người ta trồng có trái mà chưa bự nè thấy không? Đó. Bây giờ phải đi dọn quá. Ôi trời ơi.
lụm đi con nó cũng ngon mọi người. Nè có cái không có con nè. Chết luôn. Cái lụm này bữa hả bắt chuột nè mọi người. Chuột. Không biết sao nó động nó chạy mất tiêu quá. Hãy lội qua suối nha mọi người. Bay chứ không có lội. Không bay chứ mình bay không được. Mình phải lội nha mọi người. Hồi la lớp nha mọi người. Hồi la lớp. Hồi la lớp thì về làm gì ngon mọi người. Xào á nha. Bò quán lá lớp cũng ngon nữa. Yeah. Trời ơi, nó leo lên tới cổ con luôn trời. Dắt. Kinh gì. Chui lỗ tai thấy bà luôn. Đợi chú bãi mình ông phát hiện ra con nữa nha mọi người. Mình đợi nha. Ốp ơi, ôi đâu? Ở đâu vậy? Qua bên bãi phải không? Mình sẽ qua bên đây mình cũng quay được nha mọi người. Dạ. Đó. Nè. Rồi, thấy á. Thấy rồi. Đó. Rồi, ok. Đó. Nhìn dáng không? Thấy chứ bộ. Anh chỉ từ từ nha, này không làm mẹ đâu. Đưa móc ra. Thôi bây giờ. Cho lòn chứ, qua kẻ đi con. Phải mình giật gắn nha mọi người. Giật bằng cò móc. Thôi rồi. Thôi rồi. Cái dây đó gì anh chụp phải rồi. Con này nhát quá. Vừa đúng. Con này cũng bự bự phải không? Trong. Đây nha. Cò móc đó. Cò móc giật đi. Chụp luôn. Chụp nhẹ nhẹ vô chấm vô từ từ. Mà gió mình ghép cái việc có bay lên cập đây rồi đi ngang chạy từ xuống tới xuống từ người thấy không từ nhẹ nhẹ thôi đừng mập nó đâu rồi nó đâu kì kì nó xuống rồi từ xuống á từ vậy á nó đang xuống đó từ không cần nhanh cái từ đó mọi người thấy không đó bò đó. Rồi ốc mình chụp được rồi nha ngon lắm. Dám cắn ốc. Cắn ốc là cũng như đời mày tàn. Mày cắn ốc là cũng như đời mày tàn rồi gắn ơi. Kèn quá được, kèn nó luôn được. Mày cắn bãi hả bày? Hồi nay dinh dinh quá trời luôn, con dốt bị cắn quá trời luôn. Nó bu lên tới tới ở trên cái quần ở trên luôn. Quay nè. Quay nhặt cái nhà. Có chắc nha mọi người. Ngứa đi dọc bên gòn xuống vòng vòng cái gì xuống cái đếp vòng cái đếp mọi người coi nè con này nó cũng bự hơn con hồi nãy nha mọi người. Trời mày cắn này luôn. Cắn ốc nữa hả chung giờ gắn hiếm nữa nha đó mày cắn ẩm nè mọi người ha cắn chút nè sơ bỏ vô mày cắn cho mày cũng như là đời mày thàn con ơi. Hai đứa không? Hai... hai em. Được hai em nha mọi người. Rồi ok. Con được cái. Được hai con nha mọi người. Đi dài đi tìm xuống kìa. Rồi ok tiếp tục nha mọi người. Thôi con nghe nó ngứa ngứa. Nó ngứa ngứa. Mẹ bà nó hút về tới nhà nó ngứa thì bà luôn. Mà đi mà nghe ngứa lại chen bị dắt cắn là biết gì
Giác này mà mọi người chiên giòn ăn ngon. Nhỏ quá người ta. Nói giờ này nấu lên, nó vậy phải bự đỡ rồi. Cái này con nhỏ. Con nè. Cái nhỏ nè. Ủa đi con đó nha. Con này chấp bổ, để chấp bổ. Đi. Phải lụm được mà. Nhanh mà. Cái chậu đủ ơi. Cái chậu bổ bổ. Đâu bổ. Dây. Bỏ cái mà. Hồi bây giờ là thấy con á. Con này con lại 15 phút rồi, chứ bên kia con lại lên lại rồi. Rồi kỹ ra kỹ từ từ. Cái vui gì bật bánh thì ăn được nha. Con này bự hơn mấy người đó đó. Chắc còn á, cái gì còn con nữa. Nó bị cây phải không? Con gì nha. Tại vì coi kỹ coi con gì. Con hay lắm. Tổng kết cái nào cây. Thôi lắp được đâu. Còn có lên ngọn không? Ông kinh hai cái lần hết ông ha. Ừ. Con coi nó nằm đi. Không nghe lên mày. Mà nó đèo rồi khai. Thấy chưa bạn? Rồi nắm đầu rồi người con. Khi này mày khỏi chạy cho tao đi. Đây. Con nó mà nó bự kìa. Ôi con này bự con ơi. Xem bỏ đây rồi ngựa phải bỏ đi xuống kìa. Thôi cài không sao đâu. Rồi ha. Giờ con nó bỏ luôn phải không? Nhỏ quá. Con nó bỏ. Con nó lên nước lên đó. Con nó nhỏ quá, con nó mới nở vậy. Giờ hai con nói chừng 2 tuần. Con thấy chưa là nó bự bằng kia. Con. Thôi ok, được cái con bự hơn. Đi quay lại con lên, quay lại hết nhẹ đi lên. Giờ là giờ lên nè, vô đâu lên nè. Giờ là giờ đi bắt là ngon luôn. Phải đâu mình, ở giờ là đâu mình đi bắt. Bây giờ. Mấy bữa chơi giờ ngon lắm một ha. Thế ha. À, được nó con bự hơn hai con nãy nha mọi người. Lụm mình sạch bỏ. Bây giờ mình khỏi này đi ăn vậy. Ờ, lên đường. Ai đâu bộ? Chú phải mình không thấy được con chim đó mọi người. Cái bây giờ mới bắn. Mà chắc nó hộp rồi. Hộp nó bay mất tiêu rồi. Đi sang phải có được có hông với mọi người đúng không? Chứ phải lúc nào mình cũng bắt được được. Đâu à? Ở kia chốt mình không có. Ở được hết bay. Được hết. Coi chốt lắm. Bài cái thôi bài. Để cho bài quốc cái rồi. Bổ, gắn bổ. Tôi còn nữa đó. Trời ơi, tôi điên rồi đó. Bộ hạ này nó ngay đèn á. Ngay đèn luôn. Ngay đèn này, ừ. Lụm nha mọi người. Thấy chưa? Gọi. Ngay đèn nè. Lụm. Hả? Đó. Đó. Lụm mình luôn. Thấy nó bay không mọi người? Đây, đây. Mày coi chú bãi tao lụm mày nè. Tờ như vậy nó khó chơi rồi con. Giọt cái khi nữa. Không bỏ. Bỏ. Giờ là bỏ nha mọi người.
Nhà bây giờ là mấy chú cháu mình đã đi săn xong cả nhà, được ba con rắn cả nhà, nó thả con rồi tại con kia nó nhổ dưới được mấy con nhái nha. Nên là thành quả của mấy chú cháu mình nha. Mọi người đón xem clip tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye. See you again.